Những năm gần đây, cây quế đang là cây có thế mạnh, mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh. Xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên là một trong những địa phương thực hiện phát triển cây quế khá nhanh và hiệu quả. Nhiều hộ dân trong xã đã làm giàu từ trồng quế, mỗi năm thu tới vài trăm triệu đồng, thậm chí là cả tỷ đồng. Điển hình là gia đình ông Hoàng Văn Trưởng ở thôn Bác Mạc. Từ việc trồng quế, hiện nay gia đình ông Hoàng Văn Trưởng thôn Bắc Mạc, xã Vĩnh Yên đã có cơ ngơi khang trang đầy đủ tiện nghi. Chiếc ô tô này gia đình ông cũng mua dùng để vận chuyển cung cấp quế giống cho bà con nhân dân trong vùng cũng như cho người dân ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây quế mang lại, gia đình ông Hoàng Văn Trưởng đã mở thêm vườn ươm quế giống với quy mô hàng vạn gốc để cung cấp cho bà con nhân dân. Việc ươm quế này thì phục vụ cho bà con nhu cầu trồng rừng, còn cây quế thì đối với bà con có nguồn thu nhập từ lá, từ cây, từ vỏ này và tận thu. So với các cây khác thì em thấy cây quế này hiệu quả kinh tế cao hơn. Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế với định hướng của huyện trong việc tái cơ cấu phát triển kinh tế nông nghiệp, xã Vĩnh Yên đã và đang tuyên truyền vận động người dân trong xã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao, phát triển sản xuất gắn liền với quy hoạch chế biến. Hiện nay xã đã phát triển được vùng trồng quế lên hơn 2.200 hectare. Từ trồng quế làm vườn ươm, mỗi năm cũng mang về nguồn thu cho gia đình ông Trưởng hơn 1 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương. Cách làm của ông thì làm cái đảm bảo được cái kết quả theo cái kỹ thuật. Theo kỹ thuật là ông chăm sóc ươm cái bầu quế này là cũng khá là nhiều, phục vụ cả cái khu vực, không những trong khu vực xã Vĩnh Yên mà các xã lân cận ở đây. Đặc biệt là trong năm nay là ở bên Hà Giang huyện Quang Bình là Bắc Quang sang lấy những cây giống ở nhà ông Hoàng Văn Trưởng này là khá là nhiều. Và hiệu quả là nhà này thu nhập hàng năm hàng tỷ đồng. Trên địa bàn xã Vĩnh Yên nói riêng và các xã khác của huyện Bảo Yên đã có nhiều hộ gia đình như hộ gia đình ông Hoàng Văn Trưởng thu nhập lên tới cả tỷ đồng mỗi năm từ sản xuất nông lâm nghiệp, trong đó có trồng quế. Đây đang là chủ trương hướng đi đúng của huyện Bảo Yên nhằm mang lại cho người dân nguồn thu nhập ổn định.